Xin chào các bác. Hôm nay em xin chia sẻ cho bác cách nhân giống hoa tường vi. Đây là em nhân giống bằng hình thức là dâm cành nhé các bác nhé. Đây các bác xem nó lên rất là đều rồi. Hầu như là không bị chết cây nào. Cái phần phía dưới này đây là túi vải nhé các bác nhé. Em nhân giống bằng túi vải xong là em chôn xuống dưới đất để cho giữ độ ẩm tốt. Thì nhiều khi mình bận các bác không tưới được nên là dâm dưới đất này thì nó sẽ giữ được độ ẩm lâu hơn, nên nó sẽ góp phần để cho nó lên đều hơn các bác. Việc đầu tiên các bác nhân giống hoa tường vi này, các bác lựa chọn cây giống nó còn tươi các bác, tươi và không bị thân, nó không bị xây xước, không bị tổn thương thân. Thì khi các bác cắm xuống thì nó sẽ lên gần như là 100%. Còn những cành nào khô hoặc là nó bị xây xước thì tỷ lệ lên nó sẽ kém hơn. Đó là về lựa chọn cây giống. Tiếp theo là các bác muốn nó lên đều thì các bác cái phần cắt ấy, cắt phần ví dụ như cành này. Đây, cái phần trên này và cái phần dưới thì các bác cắt làm sao để cho nó không bị dập. Thì khi bị dập rồi tỷ lệ nó sẽ kém đi. Các bác cắt nó không dập thì tỷ lệ lên nó sẽ cao hơn. Đó là về khi dâm. Còn về giá thể dâm là các bác có thể dâm bằng đất này, hoặc dâm bằng cát, dâm bằng sơ dừa. Tuy nhiên là tất cả các ấy là không được cho phân nhé các bác nhé. Để dâm không, ví dụ sơ dừa thì các bác xử lý nó hết phần chát đi thì nó sẽ đỡ sót, nó sẽ đỡ làm cây bị chết. Các bác xử lý hết phần chát của sơ dừa đi là ok. Còn đây em dâm bằng trực tiếp bằng đất này. Đất không đó. Tiếp theo là các bác phải giữ độ ẩm hợp lý, tức là các bác thường xuyên tưới nhưng mà không tưới quá nhiều. Tưới quá nhiều thì sẽ làm cho cây bị úng và chết không lên được. Nên là các bác thường xuyên tưới. Ví dụ như thời tiết chỗ em này là ở miền Bắc thì em tưới mỗi ngày một lần thôi. Nhưng mà nó không đẫm quá. Lên rất là đều các bác. Đó. Đây em quay thêm về phía bên kia cho bác xem nữa. Hầu như là không chết cây nào. Cây nào nó cũng lên bác. Các bác nhìn rõ không? Hoa tường vi của em đây là hoa tường vi màu hồng các bác nhé. Hoa tường vi nó có rất là nhiều màu. Cái em đang dâm này là màu hồng. Đây lên những cành này lên khá là cao. Đây là khoảng tầm gần 2 găng tay, tức là khoảng tầm gần 40 phân. Gần 40 phân. Mà em cũng mới dâm thôi các bạn. Mới nhân giống thôi. Đó. Lên gần như là tuyệt đối không bị chết. Các bác chỉ cần cắt lúc dâm cành, các bác cắt nó không bị dập này. Các bác thường xuyên tưới nước và không tưới nhiều quá, không để nó bị úng thì nó sẽ lên rất là đều này. Đó. Và khi chọn thân thì các bác lựa chọn những cành nó còn tươi, không bị dập, không bị xước, không bị khô thì tỷ lệ nó rất là cao. Đó.
Đó là các chia sẻ của em về cách nhân giống hoa tường vi. Các bác hãy đăng ký kênh Vườn Hoa Hà Giang để theo dõi các video tiếp theo. Em xin chào các bác nhé. Đó, các bác em quay một lượt rồi các bác có thấy cây nào bị chết không ạ? Không bị chết luôn. Vài bữa nữa cây nó lớn hơn thì em sẽ tiến hành sang bầu to hơn. Em xin chào các bác.